Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ đồng tâm ở Việt Nam đã hạ màn, đảng thì mất nhiều hơn được. Bản án đã được đưa ra trong vụ đồng tâm, cuộc xung đột ngắn ngủi nhưng đẫm máu giữa cảnh sát và một nhóm nông dân kiên trì giữ đất. Sau một tuần xét xử, ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên cả 29 bị cáo là có tội theo mức án và mức độ khác nhau. Trong việc chống lại quyền lực của nhà nước thì hai người bị kết án tử hình, một người khác bị án chung thân và những người còn lại thì nhận án tù ngắn hơn. Lời tuyên án có tội không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là một phiên tòa trình diễn theo chỉ đạo và dàn dựng của các cơ quan pháp luật Việt Nam. Hết bị cáo này đến bị cáo khác đã có lời thú nhận gần như là giống hệt nhau, giống như một chiếc máy photocopy, và gửi lời xin lỗi đến gia đình của ba cảnh sát bị hy sinh, nhận đã có lỗi và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật. Gửi lời cảm ơn giám thị trại giam đã giúp nhận ra lỗi lầm và đề nghị luật sư không tiếp tục bào chữa cho họ. Chế độ Cộng sản Hà Nội có cái nhìn tiêu cực về cuộc phản kháng của nông dân theo học thuyết của Đảng và pháp luật của Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu của toàn dân và nhà nước thay mặt dân để quản lý. Nếu nông dân kiên trì trong việc khẳng định quyền canh tác đất khi mà nhà nước độc đảng ra quyết định sử dụng nó vào mục đích khác, ngay cả khi mà họ chỉ đòi được đền bù xứng đáng, họ có nguy cơ bị gán là bọn nổi loạn và khủng bố, bị ép buộc phải rời đi và trong những trường hợp điển hình bị truy tố. Theo tờ Project STS thì đó là dự án 88, một blog chuyên về các vấn đề tự do ngôn luận ở Việt Nam. Bộ Thông tin đã chỉ đạo các phương tiện truyền thông của nhà nước tô vẽ các bị cáo thành những kẻ tấn công trước, mô tả lãnh đạo của họ là một đảng viên thoái hóa, nhấn mạnh rằng đa số mọi người đồng ý rằng cảnh sát phải hành động để bảo vệ sự yên bình và không đưa tin và các lập luận biện hộ gây bất lợi cho phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Một phim tài liệu do Bộ Công an sản xuất đã được chiếu vào đầu phiên tòa thể hiện phiên bản của chính quyền về vụ việc, gồm có cảnh các bị cáo nhận tội. Khi các luật sư bào chữa phản đối và khẳng định rằng thân chủ của họ nhận tội trong tình trạng bị bức cung thì được yêu cầu cứ xem phim. Các luật sư bào chữa cũng bị từ chối cơ hội tiếp xúc với các bị cáo trong giờ giải lao. Những chuyện đã xảy ra tại Đồng Tâm, một ngôi làng cổ ở rìa phía tây của đồng bằng sông Hồng, mở ra một vở kịch không thể tránh khỏi của Shakespeare. Màn thứ nhất, 40 năm trước, nhà nước ra quyết định tịch thu 208 hectare đất để cho không quân sử dụng. Nhưng hóa ra, và vì những lý do chưa giải thích được, thì khoảng 47 hectare trong số đó đã không nhập vào căn cứ không quân, miếu môn mới. Đó là đất nông nghiệp màu mỡ, và như nhiều thế kỷ trước thì những người dân làng Đồng Tâm vẫn tiếp tục canh tác. Màn thứ hai là khoảng 35 năm sau, Bộ Quốc phòng giao 47 hectare đất cho Viettel, một tập đoàn thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng. Một số gia đình nông dân dựng lên những bảng hiệu tuyên bố quyền không chấp nhận bị trục xuất và cắm trại trên cánh đồng. Rồi hết việc này dẫn đến việc khác, vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, Lê Đình Kình, một cựu trưởng thôn, và ba nhân sĩ khác bị bắt. Nhóm nông dân phản ứng bằng cách bắt giữ 38 người, gồm các cảnh sát cơ động và quan chức địa phương, nhốt vào nhà văn hóa xã làm con tin. Một đòn mạnh bạo làm cho cả nước chú ý đến họ trên mạng xã hội. Màn thứ ba, một sự kiện bất ngờ giải tỏa tình hình căng thẳng tột độ này vài ngày sau đó, và lời hứa là yêu sách của người dân làng đối với khu đất tranh chấp sẽ được xem xét toàn diện và không ai bị trừng phạt. Chủ tịch Hà Nội khi đó là Thiếu tướng Công an Nguyễn Đức Chung đã đổi lấy được việc thả được những người bị bắt làm con tin. Và màn thứ tư, tuy kết thúc không có hậu, vào tháng 4 năm 2019, Thanh tra Chính phủ Trung ương công bố kết luận yêu sách của dân làng về đất đai hoặc đền bù là không hợp lệ. Không lâu sau đó thì các nhà thầu của Bộ Quốc phòng bắt đầu xây dựng một bức tường xung quanh khu đất tranh chấp, và có vẻ như đại gia đình bạn bè của ông Kình đã bắt đầu thu thập một số lượng nhỏ vũ khí, bao gồm có giáo mác, lựu đạn, tự chế và bom xăng. Màn thứ năm, rạng sáng 9 tháng Giêng năm 2020, tin tức về một vụ tấn công chết người đã gây xôn xao trên mạng xã hội ở Việt Nam.
4 người chết, trong đó có 3 cảnh sát là bị chết cháy sau khi rơi hoặc bị đẩy xuống một giếng trời. Và ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh của người dân Đồng Tâm, đã bị giết chết và được cho là cầm lựu đạn ở trong tay chống lại việc bắt giữ. 26 người khác, thành viên của gia đình cụ Kình và những người đi theo ông đã bị bắt. Trên đài truyền hình quốc gia, con trai và cháu trai của cụ Kình đã tự thú, đã giết các sĩ quan công an. Vài ngày sau đó thì 3 sĩ quan cảnh sát đã được tuyên bố là anh hùng liệt sĩ và được tổ chức tang lễ chú đáo. Mặc dù thì phiên bản chính thức về sự kiện chết người đã nhiều lần bị chỉnh sửa khi mà bị các nhà phân tích chỉ ra chi tiết vô lý của nó, nhưng nó vẫn còn sống sót và trở thành tường thuật chính thức của nhà nước về một cuộc tấn công của nông dân vào cán bộ thực thi pháp luật. Có ý kiến cho rằng vụ Đồng Tâm có thể khiến cho cấp trên giám sát các quan chức địa phương và các chiến thuật của công an chặt chẽ hơn. Điều đó ít có khả năng xảy ra, ít nhất là từ thời điểm xảy ra vụ khủng hoảng bắt giữ con tin. Việc quyết định những gì xảy ra tiếp theo ở Đồng Tâm không thể để cho cấp dưới quyết định. Các đề xuất của Bộ Công an nhằm đáp trả sự thách thức khó uốn nắn bằng lực lượng áp đảo và có khả năng gây chết người gần như chắc chắn đã được một cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam phê chuẩn. Và sau đó, khi hoạt động bị thực hiện trạch trặc thì 3 chiến sĩ công an đã bị chết. Chính quyền cấp chóp bu đồng tình trong việc bao che cho sai lầm của cảnh sát. Tuy nhiên thì thêu dệt câu chuyện khi tiến hành một phiên tòa trình diễn. Hầu như chừng nào còn có nông dân, còn có những cuộc nổi dậy của nông dân. Wikipedia có một danh sách dài các cuộc nổi dậy này và hầu như thì lúc nào họ cũng bị đàn áp một cách dã man. Ở Việt Nam thì cuộc khởi nghĩa Tây Sơn 1769 đến 1788 đã thành công trong khoảng một thời gian, cùng với cuộc nổi dậy ngắn ngủi khác nhau của nông dân chống lại chế độ thuộc địa Pháp trong nửa đầu thế kỷ 20. Khởi nghĩa Tây Sơn được ca tụng trong sách sử trung học của cả nước. Ở Việt Nam ngày nay thì những cuộc phản kháng bất công của nông dân là một câu chuyện quen thuộc. Lê Đình Kình dường như đã thuyết phục chính mình, các con, bạn bè và những người hàng xóm rằng công lý nếu không phải là văn bản của pháp luật luôn đứng về phía họ với hậu quả bi thảm. Một ngày nào đó, ông Kình và những người như ông có thể sẽ được tưởng nhớ. Thưa quý vị và các bạn, dường như phiên xét xử 29 người dân Đồng Tâm được chỉ đạo sát sao cho đến phút cuối cùng của cấp lãnh đạo nào đó. Đó là nhận định của luật sư Ngô Ngọc Trai khi mà tham dự phiên tòa mà nhiều nhà quan sát nhận định rằng sẽ có án bỏ túi. Cụm từ án bỏ túi xuất hiện cùng với quan sát của những người tham gia phiên tòa ở Việt Nam từ nhiều năm trước đến nay. Khi phát hiện chủ tọa phiên tòa nhiều khi nhận được những mẩu giấy từ phía ngoài đưa vào, ngay khi đang xét xử trước hàng trăm con mắt của người tham gia. Là người tham dự phiên tòa từ đầu đến cuối nên đã được chứng kiến nhiều điều có ý nghĩa. Hôm tòa tuyên án, ngay khi thẩm phán chủ tọa đang đọc bản án thì hai lần nhân viên tòa án cầm những tờ giấy tiến đến cho hội đồng xét xử. Luật sư Ngô Ngọc Trai kể lại những gì mình quan sát trực tiếp trong phiên tòa. Điều đó cho thấy vào những giờ phút cuối cùng của vụ án vẫn có những ý kiến chỉ đạo đối với phiên tòa. Và cho thấy rằng một sự giám sát sát sao sâu sắc của cấp lãnh đạo nào đó đối với phán quyết của tòa án. Trong suốt phiên xử kéo dài nhiều ngày, không thấy một giọng nói của thẩm phán chủ tọa, sự đanh thép cứng rắn cần có trong một vụ án có tính chất loại này. Mà thay vào đó, nhiều lúc giọng ông xét hỏi xúc động như muốn khóc, cho thấy một ý nghĩa tác động khác về vụ án. Mọi nguồn lực đều được phát huy nhằm giúp cho việc giải quyết vụ án, trong đó có ưu thế thể chế. Ngay cả nhân viên quản giáo không có vai trò tố tụng cũng đã tham gia vào công tác giáo dục nhận thức cho các bị cáo để thành khẩn ăn năn hối cải. Trong những ngày diễn ra phiên xét xử vào những giờ buổi sáng và buổi tối, dọc tuyến đường từ trại giam cho tới trụ sở tòa án đã bị cấm đường phong tỏa để cho đoàn xe dẫn giải bị cáo tới tòa. Một sự ưu tiên thường chỉ thấy ở các sự bố trí di chuyển cho các nguyên thủ quốc gia. Điều đó cho thấy là sự quan tâm lo lắng rất lớn của các cấp chính quyền trước các mối nguy cơ có thể làm cho vụ việc thêm phần biến động xã hội.
Thực tế, quá trình xét xử cho thấy hội đồng xét xử chỉ tập trung vào hành vi của các bị cáo để xử lý mà không xét đến những hoàn cảnh đã đẩy đưa nhóm người dẫn đến chống đối. Hội đồng xét xử cũng không xét đến những yếu tố về lệnh điều động hay phương án bố giáp bắt giữ không hợp lý của cấp chỉ huy đã góp phần dẫn đến hệ quả tội phạm. Lối giải quyết như vậy đã khiến việc giải quyết vụ án không được khách quan toàn diện và đầy đủ như bộ luật tố tụng hình sự đòi hỏi và không giúp chỉ ra để khắc phục nguyên nhân điều kiện dẫn đến tội phạm, luật sư Ngô Ngọc Trai nhận định. Dưới góc nhìn của một nhà quan sát, kiến trúc sư Dương Quốc Chính đưa ra bình luận: mình chỉ là người quan sát và đánh giá về các vấn đề chính trị xã hội, không phải là người đấu tranh, nên thường qua những sự kiện chính trị xã hội, mình hay quan sát và phản ứng của các nhóm người để dự đoán chuyển biến trong chính trị. Sự kiện Đồng Tâm là một trường hợp kinh điển. Xét về bản chất của vụ việc, đây là một vụ án dân sự bị đẩy lên thành hình sự và có ảnh hưởng đến chính trị, chứ nó không thuần túy là một vụ án chính trị. Các bị cáo không hề phản động, thậm chí ngược lại, ông Kình, ông Hiểu là đảng viên lâu năm vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tin vào Tổng Bí Thư. Các bị cáo chỉ chống người thi hành công vụ có mấy trường hợp bị cho là chống quá đà thành ra tội giết người. Các bị cáo tuyệt nhiên không chống chính quyền, không dính vào các tội an ninh quốc gia, tức là không vướng vào chính trị mà bên công an vẫn coi là tội hình sự. Vì lẽ đó mà việc bênh vực các bị cáo, phân tích các sai phạm của phía cơ quan chức năng, những kẻ hở về khoa học hình sự và logic của tòa và viện kiểm soát dùng để luận tội và xét xử các bị cáo thì hoàn toàn là việc bình luận dựa trên pháp luật và logic. Một số trường hợp suy diễn, nhân tiện chửi chế độ thì mình không bàn ở đây. Nhưng khi chỉ bàn về chuyện pháp luật, khoa học hình sự và logic như mình thì đã bị rất nhiều các bò đỏ lao vào chửi là ba que Việt Tân phản động, là cớ làm sao. Đây hoàn toàn là vấn đề nhận thức pháp luật và chính trị, rất nhiều người thực sự non kém. Thường họ đồng nhất đảng, chế độ cộng sản với quốc gia, dân tộc thì còn dễ hiểu. Bây giờ họ đồng nhất luôn công an, viện kiểm sát, tòa án với chế độ cộng sản luôn. Có nghĩa là phản biện lại quân đội, công an, tòa, viện kiểm sát là trở thành chống chế độ, chống cộng sản. Hóa ra là cả đống tổ chức kia là một sao. Trong khi các tổ chức đó tên đầy đủ đều có chữ nhân dân đằng sau. Có nghĩa là của nhân dân, vì nhân dân, mà giờ đây dân không dám động đến họ. Về nhận thức pháp luật, mình để ý nhiều người thường là cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và thân nhân đi tranh luận ở các status khác nhau đã cho thấy họ bị tẩy não, không còn tư duy độc lập, không biết nhận thức đúng sai dựa trên lý lẽ của pháp luật. Họ mặc nhiên coi phán quyết của tòa là đúng và coi việc bị can nhận tội là bằng chứng cao nhất chứng tỏ bị can có tội. Họ thường lý luận, không có tội sao lại nhận tội, xin lỗi nhân dân làm gì. Việc phân tích đúng sai mình sẽ viết ở một status khác và không nhắc lại ở đây nữa, nhưng nhìn vào thực trạng đó thấy thật lo ngại cho trí tuệ của mấy triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam, công chức và những người thiện hạn lành bị tuyên giáo nhồi sọ và bị công an bắt vía. Về sự sợ hãi thì vụ Đồng Tâm là một trong những sự kiện khiến cho dân chúng câm miệng nhiều nhất, vì công an là lực lượng gây khiếp đảm cho nhân dân nhiều nhất bây giờ. Ai ai cũng sợ mó rái ngựa. Nhiều người hàng ngày vẫn dám lên tiếng trước bạo quyền, nhưng trước vụ này thì phải câm như hến, dính vào công an mà. Thế mới thấy chế độ cộng sản cũng chính là một chế độ công an trị, chính quyền cai trị dân dựa trên sự sợ hãi của đa số. Mà sự sợ hãi này nhiều khi mơ hồ. Chính những người dân dọa nhau chứ công an lại không cần dọa. Đó là thành công tột bậc của thanh kiếm và lá chắn, đã tạo được sự sợ giống như người ta đi qua con chó không rõ mõm, không biết nó cắn lúc nào và cứ phải lấm la lấm lét tránh xa nó. Trong khi đó thì có thể nó chả thèm để ý đến mình. Chó ta cắn chả dựa trên quy luật gì cả mới tạo nên sự sợ hãi. Chứ chó Tây lại không đáng sợ vì nó chỉ cắn theo lệnh, có quy tắc. Với những quan sát trên thì mình đánh giá là chế độ này còn bền vững lắm, vì còn tẩy não được nhiều người và khiến cho nhiều người sợ công an, khiến kiến trúc sư Dương Quốc Chính nêu nhận định. Nhà báo Vũ Hữu Sự đưa ra cái nhìn tổng thể với bài viết:
Qua vụ Đồng Tâm thì cái được duy nhất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là nuốt trọn 59 hectare đất Đồng Xanh, mảnh đất mà nói như nhà văn Tạ Duy Anh, lão Tạ, là mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi. Nếu tính theo giá đền bù thì chưa chắc đã bằng cái số lẻ mà ông Nghị Phạm Phú Quốc đã bỏ ra để mua chui một suất quốc tịch ở đảo Sip. Để chiếm được mảnh đất ấy, người ta đã phải sử dụng rất nhiều mưu hèn kế bẩn. Thứ nhất là điều 3.000 quân, đặc biệt tinh nhuệ trang bị đến tận răng về làng Hoành Đồng Tâm, nơi không có bất cứ một người dân nào bị khởi tố vì bất cứ một hành vi sai trái, sai pháp luật nào, nghĩa là một ngôi làng hoàn toàn lương thiện, một cách trái pháp luật vào giữa ban đêm để giết, để phanh bụng một cụ già hơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới 8 tuổi đời và 6 tuổi đảng, phải ngồi xe lăn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng. Vì năm 2017 đã bị các đồng chí của mình ở Công an Hà Nội đạp gãy chân, đã bắt đi 29 người dân vô tội. Thứ hai là cấm tiệt báo chí và các nhân sĩ, các tổ chức đến làng Hoành để thực hiện những cuộc điều tra độc lập, cấm cả việc quay phim về đám tang cụ Lê Đình Kình. Thứ ba, vu cho cụ Lê Đình Kình là khủng bố để phong tỏa tài khoản tiếp nhận tiền phúng viếng của người dân cả nước gửi về phúng viếng cụ. Thứ tư là huy động cả một đội ngũ báo chí vô cùng đông đảo nhảy vào để đấu tố, kết tội cụ Lê Đình Kình và 29 người dân vô tội bị bắt ở làng Hoành ngày 9 tháng 1 năm 2020 trước khi tòa án kết tội họ. Nào là sắm sửa vũ khí thô sơ, mua lựu đạn, mua xăng, nào là lên mạng tuyên bố sẽ giết từ 300 đến 500 công an nếu như công an kéo vào, và thậm chí thì tướng Tô Ân Sô, Tránh Văn phòng người phát ngôn Bộ Công an, còn trắng trợn vu cho cụ Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Nhưng càng đấu tố càng chứng tỏ lực lượng công an Hà Nội vừa quan liêu vừa ngu. Đã biết họ có những hành vi đó, sao không khởi tố đi? Đến 20 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2020, không ai ở làng Hoành bị khởi tố, nghĩa là không ai có những hành vi đó. Vậy tại sao lại giết người, phanh thây người, bắt người? Thứ năm, tìm mọi cách gây khó khăn cho các luật sư bảo vệ 29 người dân làng Hoành tại phiên tòa sơ thẩm. Xử án một cách cuống quýt, vội vàng, không thèm chú ý đến bất cứ một bằng chứng nào. Đè ra tuyên hai con trai của cụ Kình án tử hình, quyết tâm lặp lại vụ án Lệ Chi Viên năm 1442 giết cả nhà khai quốc công thần Nguyễn Trãi một lần nữa, ngay trong thời đại 4.0. Bấy nhiêu mưu hèn kế bẩn chỉ để đổi lấy 59 hectare đất Đồng Xanh, mà là lấy đất ấy cho tập đoàn viễn thông quân đội, chứ phải để xây sân bay hay công trình để phục vụ cho việc phòng thủ đất nước đâu. Cái mất lớn nhất và cũng là thứ nhất là mất đi tính chính danh. Cho đến nay thì không có bất cứ một lãnh đạo nào từ lớn đến nhỏ đưa ra được một căn cứ nào để biện minh cho việc điều 3.000 quân với đầy đủ súng ống và các phương tiện quân sự tối tân nhất đến một ngôi làng không có ai bị khởi tố vì bất cứ một hành vi trái pháp luật nào vào giữa ban đêm để rồi giết người, phanh thây người, bắt người. Nói là để bảo vệ quân đội xây tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn ư? Tường rào đã xây xong trước ngày 30 tháng 12 năm 2019, cả tuần lễ rồi. Nói là để bảo vệ an ninh Đồng Tâm ư? Đồng Tâm có mất an ninh trật tự đâu mà phải bảo vệ. Cả làng Hoành đang sống một cách bình yên, không có bất cứ ai vi phạm pháp luật vì tin vào lời hứa của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, không truy cứu trách nhiệm hình sự với người dân làng Hoành sau vụ bắt giữ 38 chiến sĩ công an và cán bộ năm 2017, và lại bảo vệ an ninh sao lại tập kích vào làng giết người, bắt người. Một thôn ở nông thôn ngoại thành thành phố Hà Nội đang chuẩn bị cho cái Tết nhưng lại bị ập vào và giết người và bắt đi rất nhiều người. Cái mất thứ hai là phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ cái vụng dại, cái yếu của một quân đội lâu nay vẫn tự hào là thiện chiến, giỏi nhất thế giới. Ba chú lần lượt ngã xuống một cái hố bé tí mà người ngã trước không biết cảnh báo cho người ngã sau lọt xuống hố rồi. Dù cái giếng trời đó đã được chỗ cửa sổ bằng kính ở độ cao 2 mét mà không biết đập vỡ kính để chui ra, lại cứ như những con cừu đứng yên để cho người dân đổ xăng vào chậu và hắt xuống, không chỉ một lần mà nhiều lần. Thế có trạng của Viện Kiểm sát, cả một đội quân còn đảng còn mình 3.000 người
dày đặc xung quanh, sao lại khoanh tay đứng yên, không biết nổ súng tiêu diệt kẻ đổ xăng để cứu đồng đội, tình đồng đội đi đâu mất rồi. Cái mất thứ ba là làm sụp đổ hoàn toàn uy tín của ngành tư pháp. Ngành tư pháp xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng mấy năm nay đã lao đao vì những Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Hồ Duy Hải, thì nay vụ án đầm tâm như một nhát búa cuối cùng, nhát búa chí mạng giáng thẳng vào một cách không thương tiếc, khiến cho nó sụp đổ tan tành. Sau vụ án này thì liệu còn ai tin rằng nền tư pháp đó là công minh và khách quan? Cái mất thứ tư là đã dựng tượng cho lòng dân cho cụ Lê Đình Kình. Cứ nhìn những người dân làng Hoành được tha về sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án ngày 14 tháng 9 năm 2020 thì biết, sau hơn 8 tháng bị giam cầm, bị bức cung, bị nhục hình và trăm ngàn thứ cay đắng khác, nhưng được tha, họ chưa về nhà mà chạy ra viếng mộ cụ Kình trước đã. Có hàng trăm người ra cùng với họ, tại đó tiếng khóc vang trời. Từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến nay, hình dáng của cụ Kình đã tạc sừng sững vào lịch sử. Lê Đình Kình đã trở thành muôn năm trong lòng người dân một cách tự nguyện, chứ không phải thứ muôn năm theo nhan nhản khắp nơi, kể cả đầu đường xó chợ. Và cái mất thứ năm là phơi bày ra trước công luận một vụ án dựng tội, đổ tội và mục đích duy nhất là giết người. Thật đáng tự hào khi trên thế giới chỉ duy nhất có nước ta là nước ban đêm vào tận giường ngủ nhà dân để giết người mà không cần khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Xin lưu ý, điều 40 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định không thi hành án tử hình đối với người từ độ 75 tuổi trở lên. Cụ Lê Đình Kình đã 84 tuổi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.